Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Trò chuyện cùng bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy. Kính thưa quý vị, trong số kỳ trước, chúng ta đã cùng gặp gỡ các chuyên gia và cùng tìm hiểu các kiến thức về chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn sớm. Chúng ta biết rằng ung thư phổi là căn bệnh phổ biến thứ hai trên toàn thế giới và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong tất cả các bệnh ung thư. Theo số liệu thống kê năm 2020, tại Việt Nam chúng ta có hơn 26.000 ca mới mắc và 24.000 ca tử vong do ung thư phổi. Với các cái tiến bộ điều trị, trước đây chúng ta nghe nói trong điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm chỉ là hóa trị với những hiệu quả rất là hạn chế. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các chuyên gia cũng với chủ đề về điều trị ung thư phổi nhưng với những cái thông tin mới hơn. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay của chúng ta có sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Châu Phú Thi, phó trưởng khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Đình Thi Hảo, phó trưởng khoa hóa trị bệnh viện Chợ Rẫy. Để bắt đầu chương trình hôm nay, câu đầu tiên xin phép cho tôi được đặt câu hỏi với bác sĩ Vương Đình Thi Hảo. Kính thưa bác sĩ, xin bác sĩ chia sẻ một số thông tin chính về ung thư phổi giai đoạn sớm ạ. Dạ, kính chào quý vị khán giả. Thì chúng ta biết rằng ung thư phổi là một trong những cái loại ung thư thường gặp ở Việt Nam. Đó là một trong những cái vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Một phần là do cái tỷ lệ hút thuốc lá cũng như là ô nhiễm môi trường. Thì nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng nếu mà được phẫu thuật giai đoạn sớm thì cái tỷ lệ sống 5 năm lên đến 90%. Với lại những cái tiến bộ hiện nay về phẫu thuật, về các phương tiện điều trị bổ trợ sau phẫu thuật đã giúp kéo dài được sống còn cũng như là có thể chữa khỏi được căn bệnh này. Xin cảm ơn bác sĩ. Xin cho bác sĩ cho biết thêm điều trị giai đoạn sớm so với giai đoạn còn lại thì khác như thế nào và có lợi ích gì hơn khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân tại thời điểm này? Nếu mà ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn sớm thì chúng ta có tới 5 lợi điểm. Thứ nhất là bệnh có thể chữa khỏi. Thứ hai nữa là việc điều trị nó sẽ khá là đơn giản. Chẳng hạn như là ở giai đoạn sớm thì chúng ta có thể là chỉ cần phẫu thuật thôi. Như trước đây thì nếu mà mình phát hiện ở giai đoạn muộn thì có khi phải điều trị hóa trị, xạ trị phối hợp thì khá là phức tạp. Cái thứ ba nữa là phát hiện ở giai đoạn sớm thì khối u được lấy đi khỏi cơ thể. Cái khả năng mà gọi là tái phát lại do những cái khối u mà khác thì nó rất là thấp. Một nữa là bệnh nhân sẽ tăng được chất lượng cuộc sống vì thời gian mà phẫu thuật nằm lại thì cũng rất là ngắn. Không có phải bị những cái tác dụng ngoại ý kéo dài của hóa trị xạ trị. Thì phẫu thuật cái gì nếu mà chúng ta chăm sóc tốt thì hậu phẫu cũng rất là đơn giản. Và nữa là cái chi phí điều trị nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Thưa bác sĩ Châu Phú Thi, bác sĩ Hảo có nói về phẫu thuật ung thư phổi. Vậy xin bác sĩ chia sẻ thêm về tiến bộ của phẫu thuật và các tiến bộ này mang lại khác biệt gì và đã được áp dụng tại Việt Nam chưa? Và phẫu thuật có giúp chữa khỏi ung thư phổi giai đoạn sớm hay không thưa bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ Liên cũng như là bác sĩ Hảo. Kính thưa quý vị, thì ung thư phổi giai đoạn sớm, như là quý vị đã nghe bác sĩ Hảo có nói về cái ung thư phổi giai đoạn sớm, xin thưa với các quý vị là để chẩn đoán được cái ung thư phổi giai đoạn sớm không phải là một cái việc dễ dàng. Tại vì cái giai đoạn sớm gần như là bệnh nhân trên lâm sàng không có cái triệu chứng. Thường sẽ mình chỉ phát hiện cái ung thư phổi giai đoạn sớm bằng những cái khám bệnh định kỳ hoặc là khám sức khỏe định kỳ hoặc là bằng những cái với những cái bệnh khác như là cái bệnh phổi thông thường như là bệnh nhân ho kéo dài chẳng hạn thì bệnh nhân được đi nội soi phế quản. Thì nội soi qua cái nội soi phế quản đó thì người sẽ phát hiện được cái tế bào thì lúc đó có khả năng phát hiện được cái ung thư giai đoạn sớm. Hoặc là bệnh nhân tình cờ qua chụp một cái X quang phổi hoặc là một cái trên cái X quang phổi thông thường khi khám bệnh mà sức khỏe định kỳ thì người ta sẽ thấy được một cái nốt nhỏ trên phổi. Thì sau đó thì nhờ những cái chẩn đoán khác thì sẽ phát hiện được cái ung thư phổi giai đoạn sớm. Thì trong cái chỉ định phẫu thuật ung thư phổi giai đoạn sớm mà phẫu thuật thì là một cái chỉ định tuyệt đối để mà trong cái điều trị cái ung thư phổi giai đoạn sớm. Bác sĩ Liên và bác sĩ Hậu cũng biết cách đây 20 năm thì cái đi phẫu thuật mà điều trị ung thư phổi thì gần như cái phẫu thuật mổ mở. Tức là mình phải mở lồng ngực thì mình mới cắt được cái phần thủy phổi có ung thư đó.
Thì càng ngày thì cái kỹ thuật trong cái phẫu thuật nó càng tiến triển trên thế giới cũng như là tại Việt Nam. Thì tức là sẽ có những cái phẫu thuật ít xâm lấn hơn, chẳng hạn như là phẫu thuật nội soi lồng ngực. Thì trong gần 10 năm nay, chẳng hạn như ở tại khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy, thì từ năm 2012 khi mà thành lập khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy tới nay, thì gần như cái phẫu thuật nội soi lồng ngực là chiếm đa số. Cho đến hiện nay thì gần như là trên 90% chúng tôi đều phải là phẫu thuật nội soi lồng ngực trong để điều trị cái ung thư phổi cho giai đoạn sớm này. Mặt khác thì chúng tôi còn có những cái tiến bộ của phẫu thuật hơn nữa trên thế giới, đó là cái robot phẫu thuật, tức là cái phẫu thuật nội soi có hỗ trợ của robot. Thì với những cái cánh tay robot hỗ trợ đó đã làm cho cái phẫu thuật nội soi lồng ngực để trong cái điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm này nó có những cái mà tiến bộ hơn, cũng như là giúp ích cho bệnh nhân rất là nhiều. Xin cảm ơn chia sẻ từ bác sĩ. Vậy thì người bệnh cần lưu ý gì trước và sau khi phẫu thuật ạ? Cái vấn đề lưu ý trước sau khi phẫu thuật, vấn đề này thì tại Bệnh viện Chợ Rẫy của chúng ta đó đang áp dụng rất là nhiều, đó là cái chương trình phục hồi sớm cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Đó là cái chương trình ISRAD đang được tiến hành ở rất là nhiều khoa, thì trong đó có cả khoa phẫu thuật lồng ngực. Cái chương trình này để phục hồi về cái chức năng của bệnh nhân sau khi phẫu thuật sớm cho bệnh nhân, đó là gì? Mình phải chuẩn bị bệnh nhân trước khi phẫu thuật, trong khi phẫu thuật và cả sau khi phẫu thuật. Trước khi bệnh nhân được phẫu thuật lồng ngực này, đặc biệt là trong những cái bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm, thì mình cần phải làm gì? Đầu tiên nhất phải bỏ những bệnh nhân phải giải thích cho bệnh nhân rõ cần thiết phải bỏ những cái thói quen không tốt, chẳng hạn như là hút thuốc lá, uống rượu. Theo đúng tiêu chuẩn á, trước khi mà mổ về lồng ngực á, thì đặc biệt là mổ các cái thùy phổi, thì theo tiêu chuẩn quốc tế thành ra người ta cần phải khuyên là người bệnh cần phải ngưng thuốc lá trước 30 ngày để cái vấn đề phục hồi phổi sau khi phẫu thuật, đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Cái vấn đề thứ hai đó là bệnh nhân cần phải vận động, tập vận động trước khi phẫu thuật. Vận động đây là vận động hít thở. Sẽ có những cái bài tập nhẹ, ít nhất bệnh nhân cũng sẽ có cái vận động xung quanh nhà hoặc là vận động xung quanh cái công viên nào đó gần đó, để bệnh nhân khi mà bước đi thì cũng phải có những cái bước tập thở, hít thở vào để nó quen. Và sau trước khi đó thì nhân viên vật lý trị liệu cũng được sẽ hướng dẫn bệnh nhân tập thở lại cho đúng cách. Cái đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba đó là về vấn đề dinh dưỡng, là cũng là rất là cần thiết. Có những cái bệnh nhân là khi mà người ta nghe được cái bệnh ung thư phổi, các bắt đầu là người ta có tâm lý nặng lắm, người ta không ăn luôn, người ta lo lắng, người ta nằm hoài như vậy, rồi người ta suy nghĩ vẩn vơ. Thì thành ra là dinh dưỡng là kết hợp với tâm lý là vấn đề rất quan trọng trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm. Cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Châu Phú Thi. Kính thưa bác sĩ, vậy thì sau khi phẫu thuật, bệnh nhân cần được điều trị tiếp theo như thế nào ạ? Khi bệnh nhân ổn hơn, xuất viện thì khoa phẫu thuật chúng tôi sẽ thường là hẹn bệnh nhân tái khám sau một tuần để mình sẽ xem lại cái vết mổ này, xem lại cái tình trạng của vết mổ lành chưa, rồi ít nhất là cũng phải bệnh nhân sẽ cho cái bệnh nhân chụp lại cái X-quang phổi để kiểm tra cái tình hình phổi sau khi phẫu thuật nở tốt chưa. Qua đó thì chúng ta cần có những cái xét nghiệm gì thêm nữa. Còn nếu bệnh nhân ổn thì chúng ta sẽ theo cái kế hoạch đã bàn với lúc trước và sẽ theo dõi ở khoa điều trị ở cái trung tâm ung bú của Bệnh viện Chợ Rẫy. Về cái theo dõi tiếp theo và điều trị ở tại trung tâm ung bú Chợ Rẫy này thì chắc là bác sĩ Hảo sẽ nói kỹ hơn cho. Dạ. Cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là sâu sắc và tận tình của bác sĩ Thi đối với bệnh nhân. Thì nhưng mà rõ ràng là sau khi phẫu thuật thì vẫn có một cái tỷ lệ bệnh nhân có thể sẽ bị tái phát, cho nên sẽ sau khi phẫu thuật xong thì sẽ có cái kết quả giải phẫu bệnh sau mổ, thì trung tâm ung bú Bệnh viện Chợ Rẫy cũng sẽ dựa vào một số những cái đặc điểm như là giai đoạn sau mổ, giai đoạn bệnh sau mổ, rồi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, sẽ có những cái liệu pháp điều trị bổ trợ. Thì cái liệu pháp điều trị bổ trợ là mục đích là giúp loại bỏ những cái tế bào u mà còn sót lại sau khi phẫu thuật và sẽ làm giúp giảm được cái nguy cơ tái phát. Và trước đây thì chỉ dừng lại ở cái giải phẫu bệnh thôi, nhưng mà gần đây với những cái tiến bộ về mặt sinh học phân tử thì bệnh nhân sẽ còn được tiếp tục xét nghiệm sâu hơn, như là về
những cái đích nhắm, những cái đột biến gen, rồi mức độ biểu lộ BDL1, nghĩa là bên cạnh cái giai đoạn bệnh. Nghĩa là từ giai đoạn 2 trở lên thì trung tâm ung bú khoa hóa trị sẽ bắt đầu có can thiệp điều trị bổ trợ sau đó. Còn nếu mà còn những trường hợp mà còn hạch tùng lưu thì có thể sẽ có thêm vai trò của xạ trị. Những cái xét nghiệm đó sẽ lại tiếp tục cho ra những cái kế hoạch điều trị bổ trợ thích hợp sau đó. Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn được hay không ạ? Trước tiên thì tôi xin được phép chia sẻ về cái liệu pháp nhắm trúng đích. Sau khi phẫu thuật xong thì bệnh nhân sẽ được xét nghiệm về những cái đích nhắm phân tử, chẳng hạn như là đột biến gen EGFR hoặc là đột biến gen ALK. Thì những cái đích nhắm phân tử này, những cái thụ thể này ở trong cái tế bào ung thư, nó sẽ giúp cho tế bào có những cái cách phân chia và phát triển cũng như tồn tại. Thì hiện tại thì chúng ta có những cái thuốc nhắm đến những cái đích này để mà giúp cho tế bào sẽ bị chết đi và không có bị di căn nữa. Thưa bác sĩ, vậy thì người bệnh sẽ cần phải dùng bao lâu và chi phí như thế nào? Và các tác dụng phụ của cái liệu pháp này thì sẽ như thế nào ạ? Tôi nói đơn cử, ví dụ như là cái nhóm thuốc mà đột biến nhắm vào cái đột biến EGFA. Thì một số loại đột biến EGFA thì hiện tại chúng ta có cái thuốc nhắm trúng đích kháng EGFA là thế hệ thứ 3, là osimertinib hoặc là Tagrisso. Thì cái thuốc này nó sẽ được sử dụng cho những ung thư phổi sau phẫu thuật giai đoạn 1B trở đi hoặc là từ giai đoạn 2. Thì thời gian điều trị là khoảng 3 năm, mỗi ngày bệnh nhân sẽ được uống một viên thuốc. Cái những cái tác dụng ngoại ý thường gặp của cái nhóm thuốc này thì nó sẽ khác với lại hóa trị. Bệnh nhân sẽ không có bị rụng tóc, không có bị nôn ói. Chỉ có một số những cái tác dụng phụ như là nổi ban da hoặc là tiêu chảy. Một số thì có thể bị thêm những cái tăng men gan, nhưng mà cái tác dụng ngoại ý đó nói chung là rất là thấp. Và nếu mà bệnh nhân có xuất hiện tác dụng ngoại ý đó thì bác sĩ có thể điều chỉnh rất là dễ dàng. Về chi phí thì hiện tại tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì đã có tham gia những cái chương trình hỗ trợ bệnh nhân mà được Bộ Y tế phê duyệt. Nhưng mà tương lai thì sẽ có những chương trình hỗ trợ nhiều hơn nữa. Thưa bác sĩ, còn về liệu pháp miễn dịch, bác sĩ có thể chia sẻ chi tiết hơn về lợi ích của liệu pháp này. Người bệnh sẽ cần dùng bao lâu và chi phí như thế nào? Đồng thời, xin bác sĩ chia sẻ một ít về tác dụng phụ có thể gặp. Vâng, cái điều trị miễn dịch thì đó cũng là một trong những cái thành tựu rất là mới, tiên tiến trong cái việc điều trị ung thư của nhân loại. Thì điều trị miễn dịch là giúp hoạt hóa cái hệ thống miễn dịch của cơ thể của bệnh nhân tự chống lại tế bào ung thư, chứ không có dùng các cái phương pháp độc tế bào. Thì cái miễn dịch này cũng rất là hiệu quả trong việc mà tiêu diệt các những cái tế bào mà còn u, mà còn tồn lưu lại sau khi phẫu thuật. Thì hiện tại nếu mà cái xét nghiệm mà cái chỉ số PDL1 là một cái chỉ số về miễn dịch đó, nếu mà trên 1% thì bệnh nhân sẽ có chỉ định điều trị miễn dịch sau khi phẫu thuật. Đó là theo cái nghiên cứu EM Power 130 á. Thì cái nghiên cứu này cho thấy rằng là bệnh nhân vẫn sẽ phải hóa trị 4 chu kỳ, sau đó thì sẽ điều trị miễn dịch trong khoảng là 1 năm. Thì các cái tác dụng ngoại ý của miễn dịch nó lại là khác nữa, nó khác với các thuốc đích, nó cũng khác với lại hóa trị. Tuy nhiên cái tỷ lệ nó rất là thấp luôn. Chẳng hạn như là bệnh nhân có thể bị viêm ruột, viêm tuyến giáp, nói chung là những cái tác dụng ngoại ý mà quanh cái hệ nội tiết, hệ miễn dịch thôi. Tuy nhiên là cái tỷ lệ theo ghi nhận của chúng tôi trong ung thư phổi thì khá là thấp và có thể kiểm soát được. Còn về chi phí điều trị thì hiện tại thuốc cũng còn mới, cho nên chi phí cũng còn khá cao. Mặc dù là đã cũng tham gia vào các chương trình hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân của Bộ Y tế. Thì nếu bệnh nhân mà được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và có tham gia chương trình hỗ trợ thì cứ dùng 3 liều thuốc, 1 tháng 1 liều. Bình quân là 3 tuần đến 4 tuần là 1 liều. Thì cứ dùng 3 liều thì bệnh nhân sẽ được hỗ trợ chi trả 2 liều. Vậy thì sau khi hoàn tất phẫu thuật giai đoạn sớm và điều trị bổ trợ, vậy thì bệnh nhân cần phải lưu ý gì khi mà mình đã hoàn tất được hai cái liệu trình đó ạ? Thì bệnh nhân sẽ theo cái lịch trình đi tái khám. Trong thời gian đầu thì sẽ là 3 tháng một lần. Những cái năm sau thì có thể kéo dài hơn. Nếu mọi thứ nó bình thường, ổn định thì có thể là 6 tháng một lần. Và bệnh nhân sẽ được xét nghiệm về
hình ảnh học, chẳng hạn như là X quang phổi hoặc là chụp CT scan, thì tùy theo cái chỉ định của bác sĩ cũng như tùy theo các cái triệu chứng lâm sàng theo có của bệnh nhân. À, riêng tôi thì có một số những cái lưu ý như thế này, ví dụ như là ở trên hiện tại thì tại tình hình ở Việt Nam cũng có khá nhiều những cái thông tin nó chưa có chính xác trên mạng xã hội, rồi chia sẻ những cái giống như nãy bác sĩ Thi nói là kiêng ăn những cái thứ mà cần thiết cho sức khỏe, rồi lại đi dùng những cái thực phẩm mà chức năng thôi nhưng mà giá thành thì rất là cao, mà hiệu quả thì tới đâu thì không rõ. Hơn nữa là những cái thuốc mà điều trị đích đó, tràn lan, quảng cáo tràn lan trên mạng, quảng cáo tràn lan ấy thì có thể là nó trộn lẫn thuốc giả, những cái thuốc mà đó thì rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Thành ra quý bệnh nhân nên lưu ý là mình nghe những cái thông tin từ những nguồn chính xác, những nguồn uy tín. Nói tóm lại đó, thì bệnh nhân sau khi phẫu thuật á, ngoài những cái vấn đề mà mình điều trị nè, rồi ngoài những cái vấn đề mà mình cần theo dõi, có kế hoạch, thì bệnh nhân nên có một cái lối sống lành mạnh hơn. Chẳng hạn như là mình phải chú ý vấn đề dinh dưỡng của mình, cần phải chú ý bỏ những cái thói quen chưa được tốt. Chẳng hạn như là uống rượu nhiều, tức là như là dân gian miền Nam nói là nhậu nhiều quá đó, nhậu ít ít lại thì cũng mới được, hoặc là chỉ có thỉnh thoảng thôi. Và một cái thói quen thứ hai nữa là hút thuốc lá. Hút thuốc lá thì các anh chị nên nhớ là cái hút thuốc lá ngoài cái cho người cho chính bản thân cái người hút thuốc đó là hút thuốc chủ động đi, thì trong gia đình mình là những người không hút thuốc thì cũng sẽ có bị cái hít cái thuốc lá thụ động đó. Thì thành ra là nếu mình có cái lối sống lành mạnh hơn thì mình vừa bảo vệ cho chính bản thân cũng vừa bảo vệ cho chính người thân của mình. Xin cảm ơn chia sẻ đến từ hai bác sĩ chuyên gia, bác sĩ Châu Phú Thi và bác sĩ Vương Đình Thi Hảo. Vậy thì tiếp theo phần trò chuyện hôm nay thì chúng ta sẽ có một vài cái câu hỏi đến từ quý bạn đọc. Xin các bác sĩ có thể chia sẻ thêm, đó là đối với bệnh nhân mà đã điều trị ung thư phổi, đã phẫu thuật và điều trị bổ trợ rồi và đang trong quá trình tái khám định kỳ như bác sĩ Thi Hảo có đề nghị, vậy thì bệnh nhân đặt câu hỏi là bệnh nhân có được chích ngừa hay không? Sau khi mà đã kết thúc liệu trình điều trị thì tôi nghĩ rằng chẳng hạn như chích ngừa viêm phổi, tôi nghĩ đó đúng, cũng là cúm cũng phải nên có chích ngừa. Tại vì thật sự ra khi sau khi phẫu thuật á, trong cái giai đoạn phục hồi của phổi hoặc là phục hồi cái chức năng hấp thì cái chức năng của phổi mình sẽ có một cái giai đoạn nó hơi xuống một tí. Đó là một cái nghiên cứu rất là nhiều của trên thế giới rồi, chức năng nó cũng có sẽ suy giảm một chút, chứ không phải là suy giảm nhiều. Suy giảm nhiều là bệnh nhân không chịu được, nhưng mà sẽ có cái suy giảm khi cắt một cái thủy phổi. Thì khi trong cái quá trình đó thì ngoài bệnh nhân tập luyện thì cũng phải lưu ý không để những cái viêm nhiễm, chẳng hạn như là viêm đường hô hấp trên như là do cúm nè, cúm mùa nè, mình cũng phải nên đi chích những cái vaccine đó để cho mình tránh những cái bệnh lây nhiễm về hô hấp trên. Cảm ơn chia sẻ từ quý bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo đó là tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng ta có phẫu thuật với cánh tay robot. Tuy nhiên đây là một cái phẫu thuật chi phí rất là cao. Vậy thì với một cái chi phí cao như vậy thì lợi điểm nào để mà bệnh nhân có thể là lựa chọn khi mà chúng ta cân nhắc giữa với điều trị cánh tay robot và phẫu thuật nội soi ạ? Nói về phẫu thuật robot thì thật sự ra là mình nói là giá nó hơi cao. Nhưng mà so với những cái nước trong khu vực cũng như là trên thế giới, hiện giờ Việt Nam đương mổ robot rất rẻ. Rất rẻ. Nhờ những cái cánh tay robot này, cái người bác sĩ phẫu thuật người ta sẽ làm những cái động tác chính xác hơn, ít tổn thương những cái mô lân cận hơn. Từ đó giúp cho bệnh nhân ít đau đớn hơn, phục hồi sau mổ tốt hơn. Đó là những cái mà tôi thấy đó là trước mắt. Rồi thời gian nằm viện khi những cái bệnh nhân của chúng tôi phẫu thuật sau robot, mổ bằng robot á, thì tôi thấy thực tế là bệnh nhân xuất viện sẽ sớm hơn phẫu thuật nội soi khoảng chừng 1 đến 2 ngày. Thì cái chi phí nằm viện cũng là một cái chi phí để các anh chị cân nhắc. Không phải là chi phí trả tiền cho cái phẫu thuật hoặc là chi phí sử dụng trong khi nằm viện không. Chi phí của người nuôi, chi phí của thời gian người nuôi bệnh, chẳng hạn như một bệnh nhân cần phải có bao nhiêu người nuôi thì người đó, người thân của người ta cũng phải bỏ những công ăn việc làm để nuôi. Thì đó là những cái chi phí chung. Thì tôi thấy
khi giảm được cái thời gian nằm viện thì chi phí nó sẽ giảm xuống hơn. Đó là những cái lợi điểm của cái phẫu thuật robot mang lại. Xin cảm ơn bác sĩ. Xin cảm ơn quý bác sĩ, quý chuyên gia đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ngày hôm nay để chia sẻ cho chúng ta với chủ đề là phá vỡ rào cản với các tiến bộ trong điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm. Quý khán giả thân mến, với những cái thắc mắc chưa được giải đáp thì chúng ta có thể nhắn tin qua fanpage của chương trình để có thể giành được sự trả lời đến từ các chuyên gia. Và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.